Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Thanh Hóa. Thưa quý vị và các bạn, chiều qua 27 tháng 8, đồng chí Đỗ Trọng Hưng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh đã tiếp nhận trang thiết bị vật tư y tế phòng chống dịch COVID-19 do Tập đoàn Mặt trời Sun Group trao tặng tỉnh Thanh Hóa. Sự buổi tiếp nhận có đồng chí Phạm Thị Thanh Thủy, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, lãnh đạo Sở Y tế và thành phố Thanh Hóa. Nhằm chia sẻ hỗ trợ tỉnh Thanh Hóa trong công tác phòng chống dịch COVID-19, Tập đoàn Sun Group đã quyết định trao tặng tỉnh Thanh Hóa 10 phòng xét nghiệm hoàn chỉnh, đồng bộ, phục vụ xét nghiệm chẩn đoán xác định COVID-19 bằng phương pháp real-time PCR cùng với 20.000 bộ kit test nhanh COVID-19. Trong chiều nay, thay mặt lãnh đạo tập đoàn Sun Group, ông Nguyễn Quang Huy, Chủ tịch Sun Group vùng thủ đô đã bàn giao toàn bộ trang thiết bị của 5 phòng xét nghiệm cho tỉnh Thanh Hóa. Trong đó, Bệnh viện Đa khoa tỉnh tiếp nhận 2 phòng, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật CDC Thanh Hóa, Bệnh viện Phổi và Trung tâm Y tế thành phố Thanh Hóa, mỗi đơn vị tiếp nhận 1 phòng. Bộ phận chuyên môn kỹ thuật của tập đoàn sẽ hỗ trợ các đơn vị lắp đặt các phòng xét nghiệm và đưa vào vận hành trong thời gian ngắn nhất. 5 phòng xét nghiệm còn lại sẽ được tập đoàn Sun Group bàn giao đầy đủ cho tỉnh từ nay đến ngày 2 tháng 9 sắp tới. Ngoài ra, lãnh đạo tập đoàn cho biết Sun Group sẽ tiếp tục trao tặng tỉnh Thanh Hóa 1 xe cấp cứu, khám bệnh và xét nghiệm chuyên dụng phục vụ phòng chống COVID-19. Thay mặt lãnh đạo tỉnh Thanh Hóa, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng trân trọng cảm ơn sự quan tâm hỗ trợ của tập đoàn Sun Group và cá nhân ông Lê Viết Lam, người sáng lập tập đoàn, đối với công tác phòng chống dịch COVID-19 của tỉnh. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy nêu rõ, trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp, nguy hiểm như hiện nay, trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa đã xuất hiện các ca mắc trong cộng đồng và hàng trăm ca phát hiện trong các khu cách ly. Nhu cầu trang thiết bị, vật tư y tế phục vụ phòng chống dịch và điều trị cho bệnh nhân COVID-19 là rất lớn. Mặc dù tỉnh Thanh Hóa đã ưu tiên bố trí nguồn vốn từ ngân sách nhà nước cho công tác phòng chống dịch, nhưng cũng không thể đáp ứng đủ so với nhu cầu thực tế, nên rất cần sự chung tay ủng hộ của cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng khẳng định, số trang thiết bị, vật tư y tế do tập đoàn Sun Group trao tặng là món quà vô cùng ý nghĩa và giá trị, thể hiện trách nhiệm xã hội và tình cảm của tập đoàn đối với tỉnh, giúp Thanh Hóa có thêm nguồn lực để làm tốt hơn công tác phòng chống dịch. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy giao trách nhiệm cho ngành y tế và các đơn vị tiếp nhận phải bảo quản, vận hành thiết bị an toàn hiệu quả để phát huy tác dụng tốt nhất, kịp thời nhất, tăng cường năng lực xét nghiệm cho ngành y tế, nhanh chóng phát hiện, bóc tách F0 ra khỏi cộng đồng, phục vụ tốt công tác phòng chống dịch, chăm sóc và bảo vệ sức khỏe tính mạng của nhân dân. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng mong muốn trong thời gian tới, tập đoàn Sun Group sẽ tiếp tục quan tâm hỗ trợ để tỉnh có thêm nguồn lực thực hiện hiệu quả công tác phòng chống dịch, giữ vững là vùng xanh của cả nước. Đồng thời, tỉnh Thanh Hóa cũng sẽ luôn đồng hành cùng tập đoàn trong thực hiện các dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh. Tình hình dịch COVID-19 tại huyện Nông Cống đang diễn biến rất nhanh và phức tạp. Để ngăn chặn sự xâm nhập lây lan của dịch vào địa bàn, thành phố Thanh Hóa yêu cầu các phường xã trên địa bàn giám sát, phân luồng quản lý phù hợp đối với các trường hợp trở về từ vùng dịch Nông Cống. Tính đến ngày 28 tháng 7, trạm y tế phường Đông Vệ, thành phố Thanh Hóa đã tiếp nhận thông tin khai báo y tế của hơn 500 trường hợp có yếu tố dịch tễ liên quan đến vùng dịch Nông Cống, trong đó yêu cầu cách ly tập trung 8 trường hợp, còn lại được yêu cầu cách ly y tế hoặc tự theo dõi sức khỏe tại nhà. Do số lượng người dân đến khai báo y tế đông và thứ hai công việc tại trạm cũng rất là nhiều để phân luồng và xử lý thông tin nên là cái vấn đề giữ khoảng cách cho các đối tượng đến khai báo cũng chưa được đảm bảo. Trạm y tế cũng đã rút kinh nghiệm và sẽ khắc phục. Kiểm soát nguy cơ lây nhiễm COVID-19, thành phố Thanh Hóa yêu cầu tất cả những người về từ xã Tế Nông và thị trấn Nông Cống, huyện Nông Cống từ ngày 25 tháng 8 đến nay phải cách ly tập trung 21 ngày. Về từ ngày 10 tháng 8 đến ngày 24 tháng 8 phải cách ly tại nhà đủ 14 ngày kể từ ngày về. Những người về từ các khu vực khác của huyện Nông Cống, nếu về trước thời gian giãn cách xã hội theo chỉ thị số 16, thì thực hiện cách ly y tế tại nhà đủ 14 ngày kể từ ngày về. Phường đã tiến hành thông tin tuyên truyền và rà soát các cái đối tượng người trở về từ vùng dịch Nông Cống đến thời điểm hiện nay là 103 người, thì chúng tôi đang
thực hiện cái việc cách ly y tế tại nhà. Trường hợp cách ly tập trung thì là có 4 người. Tại hầu hết các trạm y tế xã, phường trên địa bàn thành phố Thanh Hóa, hiện nay số người liên quan đến vùng dịch nông cống thực hiện khai báo rất lớn. Để hạn chế nguy cơ lây nhiễm, lực lượng chức năng cần tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn để người dân khai báo y tế điện tử hoặc khai báo qua điện thoại, hạn chế tối đa sự di chuyển, tiếp xúc. Bên cạnh đó, trong quá trình tiếp nhận thông tin khai báo y tế hiện nay, nhiều đơn vị vẫn còn lúng túng trong việc phân luồng quản lý đối với một số trường hợp đi làm nhiệm vụ theo các đoàn công tác của địa phương hoặc các trường hợp chỉ đi qua địa bàn huyện Nông Cống. Thiết nghĩ, ngành y tế cũng cần có hướng dẫn cụ thể, chi tiết hơn về việc cách ly hoặc giám sát phù hợp với các trường hợp này. Nhằm tăng cường hơn nữa hiệu quả quản lý, truy vết các trường hợp liên quan đến dịch COVID-19, Công an Thanh Hóa vừa triển khai đưa vào hoạt động phần mềm quản lý người dân ra vào vùng dịch tại tỉnh Thanh Hóa. Phần mềm này được kết nối trực tiếp với kho dữ liệu quốc gia về dân cư, giúp cơ quan chức năng kiểm soát chính xác các trường hợp có liên quan đến vùng dịch, hạn chế tối đa tình trạng khai báo gian dối, làm giả giấy tờ để qua các chốt kiểm dịch. Hiện nay tại các chốt kiểm soát dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa, người dân chỉ mất vài phút thực hiện các công đoạn quét mã QR code, điền các thông tin vào biểu mẫu khai báo để hoàn thành việc khai báo thông tin di chuyển và y tế của bản thân. Đơn giản, nhanh chóng và có thể cập nhật chính xác thông tin về dân cư và quản lý người đi từ vùng dịch là những ưu điểm khi triển khai phần mềm quản lý này. Khi mà tiếp xúc với các đồng chí ở đây được hướng dẫn trên các cái ứng dụng trên đồ di động thì tôi thấy nó rất thuận lợi và nó nhanh để làm tạo điều kiện cho tôi trong cái vùng di chuyển cái địa điểm đến. Từ ngày 16 tháng 8, Công an tỉnh Thanh Hóa đã bắt đầu triển khai phần mềm quản lý biến động người dân ra vào vùng dịch tại tất cả 8 chốt kiểm soát dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh. Khi sử dụng phần mềm, người dân chỉ cần thực hiện khai báo một lần. Nếu tiếp tục di chuyển trong ngày đến các chốt kiểm soát khác, sẽ không phải báo lại, mà thay vào đó người dân chỉ cần cung cấp mã QR trên điện thoại thông minh cho lực lượng chức năng để được qua chốt. Qua thời gian bước đầu triển khai thì chúng tôi nhận thấy là công dân đi qua các chốt kiểm dịch sử dụng phần mềm rất nhiều. Công dân rất đồng tình ủng hộ trong cái việc là sử dụng phần mềm này bởi vì rất thuận tiện trong cái lịch trình di chuyển của họ. Bước đầu, việc triển khai phần mềm đã giúp giảm áp lực cho lực lượng làm nhiệm vụ tại các chốt kiểm soát dịch COVID-19, rút ngắn thời gian khai báo y tế, dễ dàng quản lý số lượng người và phương tiện di chuyển từ các địa bàn khác, đặc biệt là từ vùng dịch, cũng như có thể hạn chế việc tiếp xúc gần với người dân khi vào khai báo y tế. Tuy nhiên, do mới đưa vào sử dụng, nên lực lượng làm nhiệm vụ tại các chốt kiểm soát đang gặp một số khó khăn do thiếu trang thiết bị thực hiện. Trang thiết bị phục vụ cho các tổ kiểm soát COVID hiện nay chưa được trang bị. Cái thứ hai nữa là nhiều người dân là không sử dụng điện thoại thông minh. Và cái nội dung thứ ba nữa là các cái điểm chốt hiện nay thì toàn là các cái địa phương giáp danh, cho nên là cái cập nhật cái sóng điện thoại rồi cái hệ thống wifi đường truyền cũng có lúc có lúc không, cái này cũng là cái hết sức khó khăn. Thì đây có thể có những khó khăn bước đầu, tuy nhiên thì cán bộ đang hết sức nỗ lực để cập nhật kịp thời. Rồi, cái việc này và hiện nay thì đang chủ yếu là sử dụng cái điện thoại thông minh để cập nhật, chứ còn hiện nay hệ thống máy tính là chưa có. Theo tổng hợp của Công an tỉnh Thanh Hóa, tính từ ngày 16 tháng 8 đến nay, đã có 16.000 người khai báo trên phần mềm quản lý biến động của người ra vào vùng dịch. Cơ quan công an cũng khuyến cáo công dân chủ động sử dụng phần mềm khai trước thông tin, tạo mã QR để kiểm tra qua các chốt kiểm dịch và không mất thời gian kê khai tờ khai y tế thủ công, giúp giảm ùn tắc, thuận tiện hơn trong quá trình di chuyển. Trong trường hợp công dân không có điện thoại thông minh, có thể trực tiếp khai báo y tế thủ công tại các chốt kiểm dịch. Sau đó, cán bộ tại chốt sẽ nhập thông tin công dân vào phần mềm và đối chiếu với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư để xác định tính chính xác của thông tin, thuận tiện hơn cho quá trình truy vết khi cần thiết. Năm 2020, khi lần đầu tiên dịch COVID-19 bùng phát, do tâm lý hoảng loạn cộng với việc các cơ sở sản xuất và các nhà thuốc chưa được chuẩn bị về phương án dự trữ và luân chuyển hàng hóa, nên đã xảy ra tình trạng khan hàng, cháy hàng, thậm chí là đẩy giá lên cao, đặc biệt là đối với các thiết bị vật tư phòng chống dịch như khẩu trang, khử khuẩn. Tuy nhiên hiện nay, với sự chủ động của các cơ sở kinh doanh thuốc, vật tư y tế và sự kiểm soát chặt chẽ của lực lượng quản lý thị trường, hiện tượng đó đã không còn. Tại một cửa hàng thuốc khá lớn ở thành phố Thanh Hóa, từ khi có thông tin Thanh Hóa có ca nhiễm trong cộng đồng, số người đến mua vật tư phòng dịch có tăng nhưng không đáng kể. Các loại thuốc ở đây được đảm bảo về số lượng và chủng loại. Các loại vật tư liên quan đến phòng dịch được tăng cường và không có biến động về giá. Khi mà có cái thông tin mà có một vài ca F0 ở huyện Nông Cống ấy,
thì lúc đấy thì cái lượng khách hàng và người dân đến hệ thống nhà thuốc Long Hiền thì cũng có tăng khoảng tầm 10 đến 15% thôi, chứ không tăng đột biến như năm ngoái. Vì đến bây giờ ấy thì mọi người cũng không sốt sắng với cái việc là thiếu các cái trang thiết bị như khẩu trang với lại sát khuẩn nữa, mà chủ yếu là mọi người mua các cái thuốc dự phòng liên quan đến hỗ trợ cho cái điều trị COVID tại nhà. Mọi người chuẩn bị sẵn một số cái như là thuốc hạ sốt này, rồi các cái vitamin. Không chỉ chuẩn bị đầy đủ cơ cấu chủng loại thuốc, trong đợt dịch này, các nhà thuốc cũng có kinh nghiệm hơn trong việc điều tiết, luân chuyển hàng hóa giữa các cơ sở kinh doanh khi nhu cầu tăng lên. Vì vậy, không có hiện tượng khan hàng, cháy hàng và đẩy giá lên như trước. Thì hệ thống bên em thì ở Thanh Hóa thì có 7 nhà thuốc rồi, cho nên là sự luân chuyển hàng hóa ở các cái nhà thuốc với nhau rất là tốt, cho nên là đảm bảo cái nguồn cung ứng cho người dân, đáp ứng đầy đủ các cái loại thuốc cũng như trang thiết bị y tế. Giá cả thì ổn định so với thị trường. Bên cạnh sự chủ động về phương án cung ứng thuốc, vật tư chữa bệnh nói chung, vật tư phòng dịch nói riêng của các nhà thuốc, lực lượng quản lý thị trường Thanh Hóa cũng thường xuyên kiểm tra, kiểm soát về nguồn gốc xuất xứ, chất lượng sản phẩm, niêm yết giá. Tình trạng COVID nóng bỏng như thế này thì chúng tôi tăng cường kiểm tra, giám sát, chỉ đạo về thuốc men, về khẩu trang, kiểm tra, nhắc nhở bà con những trường hợp nào mà bán không đúng quy định, tăng giá, ép giá là chúng tôi xử lý, cương quyết đúng pháp luật của nhà nước. Hàng hóa dồi dào, chất lượng và giá cả được kiểm soát, người dân hoàn toàn có thể yên tâm về khả năng cung ứng các loại thuốc và vật tư phòng dịch COVID-19 của các nhà thuốc trên địa bàn. Sở Giao thông Vận tải Thanh Hóa vừa ban hành công văn số 4090 về việc hướng dẫn phương tiện được phép hoạt động khi đi qua các chốt kiểm soát dịch trong thời gian huyện Nông Cống thực hiện giãn cách xã hội theo chỉ thị số 16 của Thủ tướng Chính phủ. Theo đó, tổ chức phân luồng giao thông cho các phương tiện, trừ trường hợp đặc biệt vì lý do công vụ và các trường hợp cung cấp lương thực thực phẩm, nhu yếu phẩm cần thiết, xe đưa đón công nhân, chuyên gia của các doanh nghiệp, chuyên chở nguyên vật liệu sản xuất, đi đến địa bàn huyện Như Xuân, huyện Như Thanh khi huyện Nông Cống thực hiện giãn cách xã hội theo chỉ thị số 16 của Thủ tướng Chính phủ, theo các hướng sau. Hướng 1, thành phố Thanh Hóa, quốc lộ 47, đường Hồ Chí Minh, huyện Như Xuân, quốc lộ 47, huyện Như Thanh và ngược lại. Hướng 2, thị xã Nghi Sơn, quốc lộ 1, đường Nghi Sơn Bãi Trành, đường Hồ Chí Minh, huyện Như Xuân, quốc lộ 45, huyện Như Thanh và ngược lại. Hướng 3, thị xã Nghi Sơn, quốc lộ 1, đường Nghi Sơn Bãi Trành, ngã ba Thanh Tân, tỉnh lộ 505, tỉnh lộ 520, huyện Như Thanh, quốc lộ 45, đường Hồ Chí Minh, huyện Như Xuân và ngược lại. Các phương tiện vận tải được ưu tiên hoạt động ra vào huyện Nông Cống bao gồm: nhóm 1, xe ưu tiên đi làm nhiệm vụ, xe chữa cháy, xe quân sự, xe công an, đoàn xe có xe cảnh sát dẫn đường, xe cứu thương, xe hộ đê, xe đi làm nhiệm vụ khắc phục sự cố thiên tai, dịch bệnh hoặc xe đi làm nhiệm vụ trong tình trạng khẩn cấp theo quy định của pháp luật, xe công vụ, xe chở người đi cách ly, xe chở bệnh nhân. Nhóm 2, xe ô tô chuyên dùng chở tiền của các ngân hàng, tổ chức tín dụng, kho bạc, xe bưu chính, xe ô tô chở công nhân chuyên gia làm việc tại các nhà máy, khu công nghiệp, xe ô tô vận chuyển các loại hàng hóa thiết yếu phục vụ an sinh xã hội, đảm bảo hoạt động sản xuất kinh doanh, xuất khẩu, vận chuyển thiết bị, vật tư và sinh phẩm y tế phục vụ phòng chống dịch COVID-19, xe chở vật liệu, máy móc thiết bị cho các nhà máy, vận chuyển vật liệu, thiết bị phục vụ thi công xây dựng các dự án, công trình, nông sản, chăn nuôi, xe được ngành giao thông vận tải cấp giấy nhận diện phương tiện hoạt động trên luồng xanh và các phương tiện khác theo yêu cầu của Ban chỉ đạo phòng chống dịch địa phương. Tình hình dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn tỉnh đang diễn biến phức tạp. Để đảm bảo an toàn tính mạng, sức khỏe của người dân, Ủy ban nhân dân tỉnh đã yêu cầu người dân chấp hành nghiêm các quy định trong phòng chống dịch, trong đó có việc đeo khẩu trang khi tham gia giao thông nơi công cộng. Tuy nhiên, trên thực tế, vẫn còn một bộ phận người dân vẫn không chấp hành, tiềm ẩn nguy cơ làm lây lan dịch bệnh ra cộng đồng. Trong thời gian này, công tác phòng chống dịch COVID-19 luôn được các cấp chính quyền tỉnh Thanh Hóa quan tâm, đặt lên hàng đầu, như là công tác kiểm tra, kiểm soát, thực hiện nghiêm túc, triệt để công tác phòng chống dịch bệnh. Cùng với đó, ngành y tế đẩy mạnh kiểm tra, giám sát, tuyên truyền, vận động người dân thực hiện tốt các biện pháp phòng chống dịch bệnh. Tuy nhiên, để công tác phòng chống dịch đạt hiệu quả thì phụ thuộc chủ yếu vào ý thức và hành động của mỗi người dân. Theo ghi nhận của chúng tôi, tại khu vực công cộng như bến xe, điểm chờ xe buýt, trên xe buýt, 100% hành khách, người dân tham gia giao thông đã tuân thủ quy định đeo khẩu trang.
Tuy nhiên, có một thực tế đáng buồn, đó là trong khi toàn tỉnh đang nỗ lực gồng mình phòng chống dịch, thì vẫn còn một bộ phận người dân có tâm lý chủ quan, lơ là, thiếu ý thức trách nhiệm, không chấp hành nghiêm những khuyến cáo của chính quyền, không đeo khẩu trang nơi công cộng và khi tham gia giao thông. Chúng tôi quan sát thì thấy người dân của chúng ta là vẫn là vô cùng hết sức là chủ quan. Cái việc cái công điện 24 về cái vấn đề là nghiêm chặt về cái dịch bệnh ấy, thì vẫn rất nhiều người dân là đổ xô ra các khu công viên để thể dục thể thao, rồi rất là nhiều thanh niên rồi người già là không đeo khẩu trang vẫn đi ra ngoài đường. Tôi nghĩ là các cơ quan lực lượng chức năng cần phải quyết liệt mạnh tay hơn nữa trong cái việc xử lý những cái người vi phạm để ngăn chặn cái tình hình dịch bệnh có thể là bùng phát ở diện rộng. Theo tôi, những hành vi khi tham gia giao thông không đội mũ bảo hiểm, không đeo khẩu trang sẽ vi phạm luật an toàn giao thông và ảnh hưởng lớn đến cái công tác phòng chống dịch COVID-19. Đó là nguy cơ tiềm ẩn của lây lan dịch bệnh trong thành phố Thanh Hóa. Vì vậy, yêu cầu tăng cường các biện pháp xử lý đối với những trường hợp vi phạm. Hiện nay, trước những diễn biến phức tạp lây lan của dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh, mọi người dân cần nâng cao ý thức chấp hành các quy định về phòng chống dịch của các cơ quan chức năng và thực hiện đúng 5K của Bộ Y tế. Bên cạnh đó, đối với những trường hợp cố tình vi phạm như việc không đeo khẩu trang ở nơi công cộng, cần phải được xử phạt nghiêm, tránh để tình trạng dịch bệnh lây lan ra cộng đồng. Sau đây mời quý vị và các bạn theo dõi video về sự khác biệt giữa chỉ thị 15 và chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ về các biện pháp phòng chống dịch COVID-19. Sự khác nhau giữa chỉ thị 15 và chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ về các biện pháp phòng chống dịch COVID-19. Chỉ thị 15 được Thủ tướng Chính phủ ban hành ngày 27 tháng 3 năm 2020, chỉ thị 16 ban hành ngày 31 tháng 3 năm 2020. Cả hai chỉ thị đều có chung nội dung về các biện pháp phòng chống dịch COVID-19 trong những thời điểm khác nhau. Trong đó, chỉ thị 16 thể hiện sự quyết liệt nhất vì đây là giai đoạn dịch COVID-19 bùng phát mạnh, lan rộng tại nhiều địa phương trong cả nước. Theo đó, sự khác biệt giữa hai chỉ thị này được thể hiện ở những nội dung chính sau đây. Về tập trung đông người, chỉ thị 15, dừng các sự kiện tập trung trên 20 người một phòng, không tụ tập từ 10 người trở lên ngoài công sở, trường học, bệnh viện. Chỉ thị 16, cách ly toàn xã hội, mọi người dân phải ở nhà, chỉ ra ngoài khi thật sự cần thiết, không tụ tập quá 2 người ngoài công sở, trường học, bệnh viện. Về khoảng cách an toàn tối thiểu, chỉ thị 15, 2m, chỉ thị 16, 2m. Về các cơ sở kinh doanh, chỉ thị 15 tạm đình chỉ hoạt động các cơ sở kinh doanh dịch vụ, chỉ các cơ sở kinh doanh các loại hàng hóa dịch vụ thiết yếu được mở cửa. Chỉ thị 16 tạm đình chỉ các cơ sở kinh doanh dịch vụ, chỉ các cơ sở kinh doanh các loại hàng hóa dịch vụ thiết yếu được mở cửa. Về hoạt động vận tải, chỉ thị 15 hạn chế di chuyển từ vùng có dịch đến các địa phương khác, hạn chế vận chuyển hành khách từ Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh đến nơi khác. Chỉ thị 16 dừng di chuyển từ vùng có dịch đến các địa phương khác, cơ bản dừng hoạt động vận chuyển hành khách công cộng. Thưa quý vị và các bạn, hôm qua 27 tháng 8, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh phối hợp với Trường Chính trị các tỉnh Ninh Bình, Thanh Hóa và Nghệ An tổ chức khai giảng trực tuyến lớp bồi dưỡng kiến thức kinh điển Mác Lênin tư tưởng Hồ Chí Minh cho 60 cán bộ giảng viên của các trường chính trị. Trong thời gian 4 tháng, dưới sự hướng dẫn gợi mở của các nhà nghiên cứu, các cán bộ giảng viên Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, học viên sẽ được trang bị phương pháp nghiên cứu các tác phẩm kinh điển của Mác Lênin, hệ thống hóa kiến thức nghiên cứu chuyên sâu của những tác phẩm kinh điển như lời nói đầu, góp phần phê phán triết học pháp quyền của Hegel, biện chứng của tự nhiên, bản thảo kinh tế triết học năm 1844, hệ tư tưởng Đức chống Düring, tuyên ngôn Đảng Cộng sản, nội dung cốt lõi của tư tưởng Hồ Chí Minh và một số chuyên đề bổ trợ khác. Qua đó, đội ngũ cán bộ giảng viên của các trường chính trị tỉnh được nâng cao kiến thức và trình độ chuyên môn nghiệp vụ, nắm vững nội dung, tinh thần cốt lõi, những giá trị bất biến, trường tồn của chủ nghĩa Mác Lênin tư tưởng Hồ Chí Minh, vận dụng những kiến thức đã học vào công tác giảng dạy, nghiên cứu khoa học và tu dưỡng đạo đức cách mạng, góp phần bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái thù địch, xây dựng các trường chính trị tỉnh đạt chuẩn theo quy định số 11 của Ban Bí thư Trung ương Đảng. Hiện tại, tỉnh Thanh Hóa đang bước vào thời gian cao điểm về mưa bão. Đây cũng là lúc dịch bệnh COVID-19 đang diễn biến rất phức tạp, khó lường. Yêu cầu đặt ra lúc này đối với các địa phương là bên cạnh nhiệm vụ phòng chống dịch COVID-19,
cũng cần chuẩn bị tốt phương án, kịch bản để chủ động ứng phó với thiên tai. Từ đầu năm đến nay, tỉnh Thanh Hóa đã chịu ảnh hưởng bởi nhiều tình huống thời tiết cực đoan như nắng nóng gay gắt, bão, áp thấp, mưa lớn gây thiệt hại tại nhiều địa phương trong tỉnh. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Thanh Hóa, từ nay đến hết năm 2021, tình hình thời tiết, thiên tai trên địa bàn tỉnh tiếp tục diễn biến phức tạp, ẩn chứa những yếu tố khó lường. Trong những cái tháng còn lại của mùa mưa bão thì sẽ tiếp tục có những cái hiện tượng thời tiết phức tạp và cái mùa mưa bão thì có khả năng sẽ kết thúc muộn hơn so với trung bình nhiều năm. Đối với những các hiện tượng thiên tai như bão và áp thấp nhiệt đới thì là theo cái nhận định của chúng tôi có khả năng còn ảnh hưởng từ 1 đến 2 cơn bão tập trung trong tháng 9 và tháng 10. Mưa lớn diện rộng ấy thì theo nhận định của chúng tôi từ nay đến cuối mùa có khả năng sẽ còn từ 4 đến 6 trận mưa lớn diện rộng. Đặc biệt trong cái khoảng thời gian tháng 9 đến tháng 10 sẽ có những cái đợt mưa lớn kéo dài gây ra lũ lụt ngập úng nghiêm trọng. Diễn biến phức tạp khó lường của thời tiết rất có thể sẽ kéo theo các loại hình thiên tai phức tạp. Đối với miền núi là mưa lớn gây lũ ống, lũ quét, sạt lở đất. Đối với miền xuôi đó có thể là những cơn bão, áp thấp nhiệt đới với gió to kèm theo mưa lớn gây ngập lụt. Trong điều kiện bình thường, việc ứng phó với thiên tai đã khó nên khi dịch bệnh diễn biến phức tạp, để làm tốt công tác phòng chống dịch, vừa chuẩn bị tốt phương án ứng phó với thiên tai, đòi hỏi các cấp, các ngành cần trách nhiệm hơn trong chuẩn bị phương án, kịch bản ứng phó với thiên tai phù hợp với trạng thái xã hội mới. Đối với cái phương án phòng chống thiên tai, các địa phương cần phải rà soát và cập nhật điều chỉnh ngay để đảm bảo phù hợp với diễn biến của dịch bệnh, phù hợp với điều kiện của từng địa phương, đảm bảo phát huy theo phương châm 4 tại chỗ để đảm bảo là có đầy đủ nhân lực, vật lực ứng cứu trong mọi tình huống thiên tai xảy ra. Chuẩn bị phòng chống thiên tai khi dịch bệnh phức tạp ở mức độ cao nhất là khi địa phương đơn vị mình đang thực hiện giãn cách hoặc cách ly xã hội. Trong tình huống này, càng đòi hỏi phương án kịch bản của địa phương phải đảm bảo tính chủ động cao nhất trên tinh thần dựa vào nguồn lực tại chỗ, đảm bảo giảm thiểu huy động con người nhưng phải phát huy hiệu quả cao nhất. Hiện nay, chăn nuôi gia cầm an toàn sinh học đang được nhiều hộ chăn nuôi ở các địa phương trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa áp dụng, qua đó góp phần ngăn ngừa sự lây lan dịch bệnh, nâng cao hiệu quả kinh tế cho người nuôi và hướng tới phát triển chăn nuôi bền vững. Năm 2019, trên địa bàn xã Tân Khang, huyện Nông Cống đã xuất hiện bệnh cúm gia cầm AH5N6 gây thiệt hại lớn cho các hộ dân. Nhận thức được nguy hiểm từ dịch bệnh, nên gia đình ông Nguyễn Đình Đề, thôn Lai Thịnh đã thực hiện nghiêm các biện pháp chăn nuôi an toàn sinh học. Chuồng trại được xây dựng cách xa khu dân cư. Sau mỗi lần nhập thức ăn, xuất trứng vịt, ông đều tiến hành phun tiêu độc khử trùng toàn bộ trang trại. Nhờ chăn nuôi an toàn sinh học, nên 7.000 con vịt sinh sản của gia đình vẫn an toàn dịch bệnh. Từ cái khâu nhập con giống buổi ban đầu á, là phải có nguồn gốc. Ngay từ buổi đầu tin về là mình đã tiêm phòng rồi. Trong vòng gọi là nửa tháng 10 ngày là mình đã tiêm đủ hết các loại vaccine rồi. Đầu tiên là an toàn cho mình, thứ hai nữa là thực ra là mình bố kinh tế ra rất nhiều. Mà trời không may hắn dịch bệnh như thế là hắn rủi ro lớn lắm. Hiện nay tổng đàn gia cầm của Thanh Hóa khoảng 23 triệu con, nuôi theo hai hình thức là chăn nuôi gia công cho các doanh nghiệp và các hộ tự đầu tư chăn nuôi, gồm cả quy mô trang trại và chăn nuôi nhỏ lẻ. Với tổng đàn lớn, số trang trại nhiều, nếu để dịch cúm gia cầm xâm nhập lây lan thì thiệt hại về kinh tế là rất lớn. Do đó, để kiểm soát ngăn ngừa dịch bệnh, hiện nay các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh đang chỉ đạo lực lượng chức năng tăng cường giám sát, đôn đốc, hướng dẫn các hộ chăn nuôi gia cầm thực hiện chăn nuôi an toàn sinh học. Đồng thời khuyến cáo các hộ khi tăng đàn tái đàn, nguồn giống phải có xuất xứ rõ ràng, đã được kiểm dịch và khi gia cầm mới mua về phải nuôi cách ly, theo dõi ít nhất 3 tuần. Đối với chuồng nuôi phải thông thoáng, có khu vực chăn nuôi riêng lẻ cho từng lứa tuổi nhằm ngăn chặn mầm bệnh lây lan. Ngoài ra, các hộ phải thực hiện nghiêm quy định của thú y về vệ sinh khử trùng, tiêu độc chuồng trại, tiêm phòng cho đàn gia cầm. Là hướng dẫn và người chăn nuôi là nhập giống ở những nơi có nguồn gốc rõ ràng, đảm bảo chất lượng và khi thực hiện tái đàn phải báo cáo với chủ tịch ủy ban nhân dân xã đủ các điều kiện thì chúng tôi mới cho nhập đàn để tránh cái trường hợp là nhập con giống ở những nơi không đủ chất lượng, không đảm bảo. Kế hoạch đầu tiên là huyện Nông Cống là triển khai tiêm phòng cái đàn gia cầm trước. Trong cái quá trình tiêm phòng ấy thì sẽ rà soát được cái chính xác cái tổng đàn. Thứ hai nữa là kiểm soát được cái việc
nhập đàn mới về của các hộ dân. Đối với những cái hộ dân mà còn chưa ý thức được trong cái việc kê khai cái chăn nuôi ban đầu ấy. Và cái thứ ba nữa là trong cái quá trình đi tiêm phòng thì các thú y cơ sở cùng với xã là thực hiện hướng dẫn luôn cái công tác chăn nuôi an toàn sinh học cho các hộ. Trước nguy cơ lây lan dịch cúm gia cầm AH5N8 thì chăn nuôi theo hướng an toàn sinh học được xem là giải pháp hữu hiệu, không những giúp người chăn nuôi kiểm soát được dịch bệnh, bảo vệ được đàn gia cầm, phương pháp này còn đảm bảo vệ sinh môi trường và vệ sinh an toàn thực phẩm. Chương trình thời sự hôm nay xin được khép lại tại đây. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.